Hiện nay Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam với tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2020 đạt 40 tỷ đô la Mỹ. Trong 7 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Nhật Bản đạt 24,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2020. Hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam và Nhật Bản được người tiêu dùng hai nước rất ưa chuộng. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều công ty mua hàng Việt Nam quan tâm mạnh mẽ tới các sản phẩm như bánh kẹo, gia vị, trà Nhật Bản, dùng làm quà tặng và thực phẩm ăn liền, vân vân. Mới đây, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản Zetcho, Văn phòng Hà Nội, đã tổ chức trưng bày hàng mẫu sản phẩm nông thủy sản và thực phẩm Nhật Bản. Hiện nay, các nhà bán lẻ bán buôn Việt Nam đang tìm kiếm những sản phẩm mới nhằm hướng đến người tiêu dùng thuộc tầng lớp trung lưu, thượng lưu đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam mặt khác chúng tôi đã nhận được một số chia sẻ của các công ty mua hàng như muốn tham gia các cuộc đàm phán kinh doanh do tổ chức đáng tin cậy điều phối muốn biết thêm nhiều công ty nhật bản hơn nữa hay mong muốn được trực tiếp xem trước mẫu và nếm thử sản phẩm vì vậy với tư cách là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm xúc tiến đẩy mạnh xuất khẩu của nhật bản cho hà nội đã nỗ lực tập hợp các doanh nghiệp từ nhiều địa phương trên toàn nhật bản tham gia và trưng bày hàng mẫu tại showroom lần này đây là kỳ triển lãm đầu tiên trưng bày hàng mẫu chuyên về thực phẩm diễn ra trong thời gian dài của Zetro Hà Nội. Ngoài ra, sự kiện được nhận định là lớn nhất, cả về số lượng doanh nghiệp tham gia cũng như mặt hàng trưng bày, nếu so với triển lãm ngành hàng khác mà Zetro Hà Nội đã từng tổ chức. Zetro là một trong những đối tác lâu dài của Sakuko. Cùng Sakuko đã hợp tác đưa rất nhiều những thương hiệu sản phẩm về với Việt Nam. Và sự kiện xúc tiến thương mại lần này cũng là một trong những sự kiện mà À, cho luôn luôn tổ chức hàng năm, cũng như là thả, sau cô sẽ tham gia với vai trò là khách mời. Trong lần triển lãm này thì đa phần các nhà sản xuất uh, uh, giới thiệu các sản phẩm liên quan đến thực phẩm và đồ uống. Thì tôi đánh giá là cái triển lãm lần này uh, rất nhiều tiềm năng bởi vì là cái mảng thực phẩm thì bên cạnh thế mạnh của Nhật Bản thì lại chính là cái nhu cầu thiết yếu của người Việt Nam. Hàng năm, tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản JETRO thường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp những cơ hội đầu tư hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản.